Cửa hàng xe máy Khánh Đoan chào anh chị em bạn bè gần xa nhá. Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui nhá. Mọi người chưa bấm nút đăng ký kênh của em thì nhớ bấm nút đăng ký nhá, để hàng ngày mọi người theo dõi được những xe mình mới về nhá. Hiện tại em đang quay một chiếc Jupiter nhá, đăng ký 2017 này, xe đẹp công ty bên này. Đây mọi người thấy chưa, xe này chính chủ nhá, con sổ bảo hành bảo hiểm đầy đủ nhá, hai chìa khóa nha mọi người. Xe này dàn xe nguyên con chưa lột này, xe này chả cần lột đâu tại vì nó còn đẹp lắm. Đây này, ốc tàn này, cái này là mình lấy về chưa rửa cho mọi người, rửa lên là bao đẹp. Dàn xe này mình bán đến gần lít này là giá này là 19.500 nha mọi người, chưa một vết lây xước, đẹp như mới luôn nhé. Xe mới thế nào là thế nào vậy. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip của em nhé, nhớ bấm đăng ký để theo dõi em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.